hiện nay vấn đề này đang được tranh cãi. Tranh cãi thế nào? Với quan điểm này, vũ trụ là một chiếc siêu computer khổng lồ xử lý các hạt cơ bản như những bit thông tin, tức là các hạt cơ bản. Chúng ta nhìn nó bằng con mắt của vật chất, nhưng các nhà lý thuyết thông tin bắt đầu nhìn các hạt cơ bản như những bit thông tin. Và có nhiều lý thuyết nói với cái gì là nền tảng của vũ trụ. Một số người thì bảo vật chất, hạt cơ bản là nền tảng của vũ trụ. Một số thì bảo là năng lượng hoặc không thời gian, tức là các lý thuyết về trường năng lượng. Nhưng một trong những lý thuyết cơ bản hơn lại cho rằng thông tin mới là nền tảng căn bản nhất của vũ trụ. Thưa quý vị, tôi có phần nả sang cái ý thứ ba. Tại sao? Quý vị thử nghĩ nhé. Vũ trụ là gì? Vật chất cái gì? Là năng lượng cái gì? Nếu không có thông tin thì sao đây? Thì vũ trụ ấy nó sẽ là hỗn loạn. Vật chất nó được tập hợp lại, tuân thủ những quy luật xác định. Ví dụ các hành tinh, tại sao nó lại quay cung quanh mặt trời? À, quý vị bảo ôi chuyện này nó đơn giản quá, tức là có gì đâu, các hành tinh nó bị lực hấp dẫn mặt trời nó hút, cho nên thay vì cái hành tinh nó văng đi theo cái quỹ đạo quán tính thì nó cứ thế nó chuyển động tròn. Và cái người tìm ra cái điều đó là ông Newton. Nhưng ông Newton khi bị chất vấn, người ta chất vấn ông Newton là ông bảo là cái lực hấp dẫn nó kéo cái hành tinh, làm cho cái hành tinh nó chuyển động tròn quanh mặt trời. Nhưng còn cái lực quán tính mà nó đẩy cái gì nhỉ, cái hành tinh ấy, là nó đẩy cho chuyển động theo cái phương tiếp tuyến của quỹ đạo, nó từ đâu mà ra? Thế ông Newton cũng trả lời luôn, cũng bảo đó là cái cú hích của Chúa. Và ngày xưa các thầy mà dạy tôi bảo đấy, cái ông Newton nói thế, bảo cái ông ấy là con người duy tâm. Thôi ta cứ tán ông là người duy tâm, nhưng cái câu chuyện ấy đến ngày hôm nay nó lại vẫn cứ sống trở lại. Bây giờ các nhà lý thuyết thông tin người ta không nhắc đến Chúa, nào đã là khoa học người ta không nhắc đến Chúa, nhưng người ta thừa nhận rằng có một cái chương trình, một cái program, vũ trụ nó có một cái chương trình nào đó để nó sắp đặt vật chất tồn tại không phải hỗn loạn mà theo những cái quy luật xác định. Phải có cái chương trình, phải có cái thiết kế, nó buộc tất cả vật chất tuân thủ nó thì cái vũ trụ này nó mới như chúng ta thấy, chúng ta mới trông thấy mặt trăng, chúng ta mới trông thấy mặt trời. Nếu không, nếu cái vũ trụ này là hỗn loạn, không có thông tin để lãnh đạo, để chỉ huy, thì cái vũ trụ này sẽ hỗn loạn. Và nếu hỗn loạn nó không có chúng ta, vậy thì cái gì? Chúng ta hiện diện ở đây để mà trông thấy mặt trăng, trông thấy mặt trời, để mà tồn tại, để mà sống, là cái vũ trụ nó phải có ý nghĩa. Vậy tôi thích cái lý thuyết thông tin là vì thông tin là cái làm cho vũ trụ này trở thành có ý nghĩa. Không có thông tin thì cái vũ trụ này là vô nghĩa, cuộc sống của chúng ta cũng là vô nghĩa. Đó, vai trò của thông tin nó là như vậy. Và nếu thừa nhận cái điều đó thì chúng ta thấy cái gì? Xin giới thiệu với quý vị nhà khoa học Werner Hin. Ông này là giám đốc viện vật lý của Cộng hòa Liên bang Đức. Tất nhiên ông về hưu rồi. Và chuyên môn hẹp của ông là giáo sư tiến sĩ về công nghệ thông tin. Ông ấy nói về công nghệ thông tin như sau: hệ mã được sử dụng trong sinh vật để tổng hợp protein. Hệ mã bộ 3 của ở hệ mã bộ 3 ký tự ACTG là hệ mã tốt nhất trong tất cả các mã có thể có. Các chuyên gia computer lập trình, tức là sử dụng các mã. Thế thì ông này, một chuyên gia công nghệ thông tin, ông ấy nói là cái hệ mã của sự sống là hệ mã tối tuyệt vời nhất, không có cái hệ mã nào có thể sánh được. Hai, không có một định luật tự nhiên nào được biết, một quá trình nào được biết, và một chuỗi sự kiện nào được biết có thể tạo ra thông tin bắt nguồn từ chính bản thân nó. Tức là thế này, tức là vật chất nó không tự tạo ra thông tin được. Thí dụ quyển sách này nó chứa được thông tin,
Nhưng thông tin của quyển sách này nó từ đâu mà ra? Có phải quyển sách này nó tạo ra đâu? Chúng tác giả của nó tạo ra. Vậy mọi thông tin đều có nguồn trí tuệ thông minh. Tôi đố quý vị chỉ ra một thông tin nào mà lại không có xuất phát từ một trí tuệ thông minh. Phải có trí tuệ, phải có tác giả. Không có một thông tin nào mà từ vật chất nảy sinh được, nổ không có. Vậy sao? Ông nói tiếp, một sự giải thích thuần túy vật chất về nguồn gốc sự sống mà không có thông tin là một sự vi phạm các định luật của lý thuyết thông tin. Tức là theo lý thuyết thông tin, không có cái chuyện thông tin mà nó lại tự nhiên nó sinh ra từ vật chất, không có. Đã là thông tin nó phải có tác giả. Vậy bây giờ bạn muốn giải thích nguồn gốc sự sống mà bạn lại không có thông tin, thế thì hỏng rồi. Bởi vì nguồn gốc chuyện sinh học bây giờ đi đến là mã ADN nó quyết định mọi sự sống hình thành như thế nào, là do mã ADN, tức là nó là thông tin. Thế mà bây giờ bạn giải thích nguồn gốc sự sống mà không có thông tin thì thôi chịu chết, làm sao giải thích được. Và chương trình của ông Darwin là gì? Là các phản ứng hóa học tự nó tập hợp lại thành protein. Đó là chuyện không thể nào có được. Phản ứng hóa học không bao giờ tự nó tạo ra mã ADN. Mã ADN là thông tin. Phản ứng hóa học không thể tạo ra thông tin. Và đấy chính là bế tắc lớn nhất hiện nay của sinh học. Và ông này thì thí dụ ở đây tôi có quen biết nhiều người. Thí dụ như bạn Bạn Mai. Bạn Mai đây xin giới thiệu với quý vị là một kỹ sư về sinh học. Tốt nghiệp sinh học Đại học Cổng Hồng và đã từng học và từng hành nghề sinh học và đã từng du học ở Úc. Mà tôi may mắn gặp bạn ấy cách đây 3 hôm. Tôi hỏi bạn ấy định luật Pasteur bên đây đấy, bạn bảo bạn ấy không biết. Và đến hôm nay xin hỏi bạn Mai, bạn có biết đi ông này không? Không, bạn ấy không biết. Vậy tôi xin giới thiệu với bạn đây là ai? Đây là Francis Crick, tác giả của phân tử xoắn kép, tức là phân tử ADN. Hình thù nó ra làm sao, cấu trúc của nó ra làm sao là do cái ông này Francis Crick cộng với James Watson. Thế thì cái ông Crick là tác giả của cấu trúc ADN, tác giả khám phá ra cái cấu trúc ADN. Ông nói cái gì? Rõ ràng là rất khó định nghĩa chữ sống. What is living? What does it mean living? Living có nghĩa là cái gì? Có một cái cách trả lời rất dễ. I am living. Đấy, tôi đây. Đây, sự sống đây. And here, this is living. Nhưng thực chất là gì? Bản chất cái sự sống là gì? Với con mắt của Darwin, sự sống là một tập hợp cấu trúc của các gì? Các phân tử và nguyên tử. Các phân tử nguyên tử ngẫu nhiên tập hợp lại thành cái gọi là sự sống. Đến ngày hôm nay, cái tư tưởng ấy nó quá ấu trĩ rồi. Bởi vì cái mà nó tạo ra sự sống nó là mã ADN. Mã ADN nó ra lệnh là cái phân tử này, phân tử nó, các axit amin phải tập hợp như sau, theo mệnh lệnh như sau. Tức là có một programmer, ông ấy viết ra lệnh y như là một programmer của computer viết ra lệnh cho computer phải thực hiện những lệnh mệnh lệnh sau đây. Thế thì đã có một programmer nào đó ra lệnh sự sống, tức là vật chất muốn trở thành sự sống thì phải tập hợp theo những mệnh lệnh sau đây. Những mệnh lệnh đó là mã ADN. Và cái ông Francis Collins mà đây, ông bảo đấy là ngôn ngữ của Chúa, the language of God. Còn chúng ta không thích nói đến Chúa thì chúng ta bảo đấy là chương trình do nhà thiết kế, chúng ta gọi là nhà thiết kế, a designer, a great designer, một nhà thiết kế vĩ đại đã viết cái chương trình, ra cái mệnh lệnh
vật chất phải tập hợp theo mệnh lệnh đó thì mới thành sự sống. Thế thì sao? Ông này, ông ấy nói là vậy, sau khi ông khám phá ra cái cấu trúc ADN thì ông ấy nói là vậy sự sống là gì? Khó quá. Nói bây giờ sự sống là gì? Khó quá. Ông nói tiếp, phân tử DNA là hệ thống chứa thông tin hiệu quả nhất trong toàn vũ trụ đấy nhá. Các chương trình của chúng ta không ăn thua gì. Sự mênh mông của thông tin phức tạp đã được mã hóa và sâu chuỗi một cách chính xác là điều cùng đáng kinh ngạc. Ai mà không kinh ngạc, ai mà không biết kinh ngạc trước cái cấu trúc của mã ADN thì người ấy là vô cảm. Albert Einstein nói một câu tuyệt vời anh. Ông bảo chỉ có hai cách sống, hoặc là bạn biết ngạc nhiên, hai tức là bạn thấy ôi trời ơi cái gì nó là phép lạ, hai là bạn thấy chẳng có cái phép lạ quái nào cả. Einstein nói vậy. Vậy quý vị và bạn người thế nào? Tôi may mắn, tôi tự cảm thấy mình là có cái phẩm chất là biết ngạc nhiên. Khi tôi sang Pháp, ông anh tôi đưa đi chơi, tôi trông thấy cái tượng đài này, tôi cứ thốt ôi đẹp quá. Ông ấy quay sang ông bảo tôi, cậu thấy là người có cảm xúc đấy. Thì lúc ấy tôi thấy chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng đến khi bây giờ trở vào khoa học thì tôi cũng phát hiện ra hai loại người trong khoa học. Có một loại người biết cảm xúc, nhưng có một loại người làm khoa học mà chẳng cảm xúc gì cả. Trông thấy cái mã ADN phải cảm xúc và thấy kinh ngạc như chính kiểu ông Crick cũng nói. Kinh ngạc. Bằng chứng DNA nói lên rằng có một thiết kế thông minh để chứa đựng thông tin. Đối với vấn đề sự sống hình thành một cách ngẫu nhiên, toán học cho thấy điều đó không thể xảy ra. Một người trung thực, một người trung thực được trang bị tất cả những kiến thức chúng ta có hôm nay, chỉ có thể nói rằng theo một nghĩa nào đó, vấn đề nguồn gốc sự sống xuất hiện vào thời điểm này là một miracle, một phép màu. Chúng ta đây là những bằng chứng của các phép màu. Và có một trang mạng, ôi trời ơi, nó in hình hai đứa bé con ở bên Úc ấy. In hai đứa bé con trông nó xinh đẹp lắm. Xong nó viết đây là bằng chứng của cái gì DNA, và cái bằng chứng này nó bác bỏ thuyết abiogenesis. Và nếu Francis Crick là tác giả của chuỗi săn cắp mà nói như thế, mà chúng ta cũng lại bất chấp tiêu mấy rồi thì thôi, chúng ta chả có gì để nói đấy. Nhưng mà phải nói về Crick như thế này, khi tôi đọc đến đấy thì tôi ngưỡng mộ Crick lắm. Bởi vì khi ông đọc cái khám phá của ông về cái chuỗi săn cắp của tôi thấy con người ấy quá thiên tài. Và ông nói những câu như thế quá tuyệt diệu. Nhưng sau đó ông lại nói những cái điều làm tôi thất vọng. Cuối cùng ông giải thích nguồn gốc sự sống thế nào. Ông bảo là không thể là ngẫu nhiên được. Nhưng ông bảo có lẽ sự sống ở trong vũ trụ rồi nó theo thiên thạch nó rơi vào trái đất. Ôi sự tôi nghe đấy thì tôi thất vọng. Ý của ông là vẫn không muốn thừa nhận là có tác giả thiết kế. Ý của ông là như thế. Và cuốn sách này hiện nay nó ra đời cách đây vài năm rồi. Trong cuốn sách này nó nói cái gì đấy ạ? Nó nói rằng thông tin luôn luôn đến từ một trí tuệ thông minh. Nếu chúng ta lần ngược thông tin về nguồn gốc của nó, chúng ta luôn luôn gặp một tư tưởng chứ không gặp một quá trình vật chất. Thí dụ quý vị nghe thấy một câu nói hay, nếu là một người có cảm xúc lập tức sửng sốt cái câu nói hay ấy và phải hỏi ô ai nói thế nhỉ, ai nói cái câu bất hủ ấy thế nhỉ, ai nghe một cái câu nói hay xong bây giờ không cần biết tác giả, tôi mà coi người không có cảm xúc. Còn nếu có cảm xúc phải hỏi ai nói vậy. Vậy bất kỳ một thông tin nào cũng phải có nguồn gốc trí tuệ thông minh. Và kêu ở bên dưới này, ông này là ai? Professor John Lennox, University of Oxford.
uy tín của ông có lẽ là đủ rồi. Ông nói cái gì? Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, và chúng ta biết rõ rằng thông tin là dạng ngôn ngữ được kết nối một cách chặt chẽ với trí thông minh. Chẳng hạn, chỉ cần trông thấy một vài chữ cái đánh vần tên chúng ta trên cát, chúng ta sẽ nhận ra ngay một trí tuệ thông minh nào đó đã viết ra những chữ ấy. Quý vị đi chơi ở bãi biển, bỗng quý vị trông thấy hình vẽ mấy cái chữ nó viết tên của quý vị ở đó, hay là một cái câu nói hay ở đó, ví dụ I love you ở trên bãi biển, lập tức quý vị nghĩ ra có một anh chàng nào hay một cô nàng nào đó đã viết cái chữ như vậy. Chứ không bao giờ chúng ta bảo là tự nhiên nó có cái chữ ở trên bãi biển. Never, không thể. Phải không? Vậy câu chuyện đấy nó dẫn đến cái gì? Bạn, tôi xin nói lại một lần nữa một cách gọi là seriously, nghiêm túc rằng tất cả những điều này mà tôi đang nói là những điều mà được thảo luận trên những sách vở hiện đại nhất của khoa học. Đây, trở lại những cuốn sách vừa nãy, nguyên văn tiếng Anh của nó đây, là language.com. Trong cuốn này, Francis Collins nói mã DNA là ngôn ngữ của Chúa, ông ấy nói thật. Nếu bạn không chấp nhận cái điều ấy, bạn nên viết thư rồi. Và thưa quý bạn là ở phương Tây này, các nhà khoa học lớn ấy, họ rất là tốt. Bạn đã viết thư cho họ, họ rất mừng. Tôi không giấu gì quý vị, tôi đã từng viết thư cho họ, cho Stephen Hawking. Và tất nhiên ông ấy không trả lời, mà là thư ký của ông ấy trả lời. Có một lần tôi dịch một cái bài báo của để đăng, rồi phải xin phép. Thế thư ký bảo thank you, mời ông xin vào cũng gì. Vậy thì nếu ta không bằng lòng với ông Collins, ta nên viết thư hỏi ông. Còn Bill Gates thì nói rằng DNA của con người giống như một chương trình computer, nhưng vượt quá xa so với bất kỳ một phần mềm nào chúng ta từng tạo ra từ trước cái này. Thế bây giờ cái chương trình phần mềm DNA mà bạn bảo là không có tác giả thì không tin được, bạn trái với lý thuyết thông tin. Và hiện nay có một giải thưởng mang tên là Evolution 2.0, giá trị 5 triệu đô la dành cho ai có thể trả lời được câu hỏi nguồn mã DNA. Mã DNA là một thông tin, ắt nó phải có tác giả. Tác giả là ai? Cụ. Ai đã viết ra cái mã DNA này? Nguồn mã DNA là cái gì? Là ai? Nếu quý vị không trả lời được câu hỏi đấy thì làm sao mà quý vị chứng minh nguồn gốc cuộc sống được? Rồi. Và đến đây xin giới thiệu với quý vị cuốn sách này. Đây là một cuốn sách của một người bạn của tôi mà anh ấy đã tổ chức hội thảo cách đây mấy tháng. Cuốn sách này nói về tiên đề thứ tự, Axiom of Order, là tiên đề thứ tự, tên tác giả là Vũ Như. Trong cuốn sách này, tác giả nói những cái ý cơ bản sau đây. Tiên đề thứ tự là một nguyên lý phổ quát của vũ trụ và sự sống. Tức là cái vũ trụ này nó có trật tự, nó có trước, có sau, có trái, có phải. Nó được tổ chức một cách có trật tự, có thứ tự, chứ không phải là hỗn loạn. Và đấy là một tiên đề trong toán học. Trong toán học, bạn gõ Axiom of Order, nó sẽ ra cái tiên đề này. Và đây là cái cách diễn đạt cái tiên đề thứ tự dưới dạng toán học và sinh học. Ví dụ, quý vị nhìn cái tổ hợp thứ nhất A, U, G. Thế đây là cái bộ tổ hợp chấm 3 của bốn chữ cái ACTG của sinh học ấy. Adenine này, cái này là cái gì? Uracil và guanin. Thế thì nếu cái thứ tự nó sắp xếp là A, U, G với cái U, G, A thì hai cái tổ hợp ấy nó sẽ quyết định những cái chất, những cái tính năng sinh học khác nhau. Và bây giờ nếu quý vị không tin thì chúng ta có thể đến trung tâm biến đổi gen, bảo này ông bác sĩ ơi, ông hãy đổi hộ tôi cái A U G, ông đổi hộ lại cho tôi thành U G A. Quý vị về đến nhà thì sắp mắc bệnh luôn. Vậy sao? Cái cơ thể chúng ta nó đòi hỏi tất cả những cái trật tự
vì gen nó phải đúng như bản thiết kế. Nếu nó sai bản thiết kế, chúng ta sẽ mắc bệnh. Đó là cái ý mà tác giả nhấn mạnh trong cuốn sách này. Mỗi bộ ba nucleotide xác định vị trí của một acid amin trong chuỗi polypeptide. Bộ ba mã hóa trong RNA truyền đạt thông tin vị trí. Tức là nào? Tức là mỗi một cái bộ ba này, nó sẽ nói cho cái phân tử, cái acid amin là nằm ở vị trí nào. Một cái polypeptide là một cái chuỗi như thế này, thì các acid amin nó nối kết với nhau, nhưng không phải là nối kết một cách tùy tiện, mà phải nối kết theo một cách trật tự, mà trật tự ấy đã được ghi rõ trong bản thiết kế. Vậy sao? Cái đó mới bây giờ quý vị bảo là vật chất nó tổng hợp ngẫu nhiên lại nó thành cái thực tự ấy. Trời đất ơi, chúng ta vào cái phòng này mà chúng ta cũng còn có cái ý tứ là chúng ta ngồi một cách có trật tự. Nữa là các phân tử nó vào, phân tử nó chuyển động hỗn loạn và nó tự nhiên, nó ngẫu nhiên nó tập hợp lại thành ra một cái phân tử đúng theo thứ tự của bản thiết kế. Cái chuyện có tin được không? Ấy thế mà người ta tin. Ấy thế mà các nhà sinh học theo cái thuyết abiogenics là họ tin thế đấy. Đấy. Và tác giả còn nói cái gì nữa? Phân tử DNA là một vector sinh học, một dãy sắp thứ tự gì đấy. Sự thay đổi dù chỉ một nucleotide trong dãy thứ tự này đồng nghĩa với việc hoán đổi một vector khác. Thì tác giả cuốn sách này này, anh ấy gọi điện cho tôi, anh ấy đề nghị tôi nói hộ với quý vị hôm nay một cái ý là thế này. Cái tiên đề thứ tự nó không phải chỉ lộ ra trong sinh học, nó lộ ra ở khắp nơi, cả trong không sinh học. Thí dụ nó lộ ra trong toán học. Trong toán học thì rõ quá đấy. Thí dụ dãy số tự nhiên 1, 2, 3, 4. Bây giờ quý vị mà bảo các em bé nó đọc dãy số tự nhiên, mà em bé nào tự nhiên nó đọc này 1, 5, 4, 7, 8, 9, vừa ô trường trường, chúng ta sẽ cảm thấy em bé đó là có vấn đề. Chúng ta phải đưa đến ngay bác sĩ tâm lý để khám nghiệm về thần kinh như đó. Cho còn tất cả những em bé nào mà nó có thần kinh lành mạnh, nó sẽ đọc 1, 2, 3, 4, 5. Tức là nó có thật trật tự, nó có thứ tự. Và cái mà điều mà chúng ta tưởng là nó hiển nhiên, nó dễ hiểu, nó đơn giản quá ấy, hóa ra nó lại là một nguyên lý vũ trụ. Cái nguyên lý ấy nó thể hiện ở khắp nơi. Toán học thì quá rõ, vật lý học nó cũng thể hiện. Và để sao nữa? Và sinh học nó cũng thể hiện. Và kể cả khoa học xã hội, thí dụ có khoa học này nó thể hiện rất rõ. Đó là môn kinh dịch. Thì trong này có một chương về kinh dịch. Anh tác giả này anh ấy chứng minh là kinh dịch nó cũng tuân thủ cái tiên đề thứ tự như thế nào. Thì cái công trình nghiên cứu này nó cũng phục vụ cho cái chủ đề hôm nay tôi nói, cho nên tôi muốn giới thiệu. Và một lý do nữa để bác bỏ cái thuyết abiogenesis, cái thuyết phi tạo sinh, là định luật 2 của nhiệt động lực học, mà người ta thường nói ngắn gọn là định luật entropy. Các nhà vật lý biết rõ định luật này. Định luật này nó nói cái gì? Đây, hình ảnh nó đây. Vật chất ở dạng trật tự rồi mất trật tự dần, đi đến chỗ là hỗn loạn, vô trật tự. Vậy nội dung của định luật này nó nói rằng mọi hệ thống có xu hướng biến thiên từ trật tự đến hỗn loạn. Hay nói cách khác, mọi hệ thống đều có xu hướng biến thiên từ trật tự cao đến trật tự thấp, tức là cái vô trật tự, cái đại lượng vô trật tự càng ngày càng tăng lên. Mọi hệ thống đều có xu hướng ngày càng vô trật tự. Bây giờ muốn cho một cái hệ thống nó trật tự, chúng ta phải thò tay vào. Ví dụ nhà cửa của quý vị, nếu như không quét, nếu không lau chùi, nếu không quét dọn mà cứ để mặc kệ, dần dần nó sẽ bụi bặm, hỗn loạn và hôi hám. Vậy muốn cho nó sạch sẽ, cho nó ngăn nắp, chúng ta phải thò tay vào. Thò tay vào nghĩa là gì? Thò tay vào nghĩa là một, cung cấp năng lượng cho nó. Nói năng lượng nghe khoa học, nói dễ hiểu, cung phải mất công cho nó,
tốn công sức cho nó, nhưng công sức không chưa đủ, tốn trí tuệ cho nó, cho thông tin, cài đặt thông tin vào, dùng thông tin lãnh đạo nó. Ví dụ bảo một người giúp giúp việc này, bạn ơi, bạn hãy dọn dẹp cho tôi cái căn phòng này. Và giả sử cái người giúp việc cái giỏi quá rồi, chúng ta không cần nói nữa, nhưng nếu cái người giúp việc đó mà chưa làm bao giờ, chúng ta phải dặn dò kỹ này nhá, cốc nước này nhá, bạn không được để trên bàn, bạn phải đổ vào, đưa vào máy rửa đi, xong rồi cho vào tủ nhá. Tức là chúng ta phải cung cấp thông tin, ra lệnh cho nó, thì cái sự trật tự nó mới giữ được. Tóm lại, định luật entropy nói rằng mọi hệ thống đều có suy, đều có xu hướng là ngày càng mất trật tự. Muốn giữ cho nó trật tự thì phải cung cấp năng lượng cộng với thông tin. Khi cái định luật này ra đời, mà tác giả là cái ông Lord Kelvin lúc đầu tôi nói đấy, thì người ta quên, người ta không nói cái vế thứ hai là thông tin, no. Người ta chỉ nói là phải cung cấp năng lượng cho nó. Đến ngày hôm nay khi lý thuyết thông tin nó ra đời thì người ta thấy năng lượng chưa đủ, do đó phải cung cấp năng lượng cộng với thông tin. Cái chuyện này nó liên quan gì đến cuộc sống, nó sự sống? Thì thưa với quý vị, lý thuyết nguồn gốc sự sống nói vật chất tự nhiên nó tập hợp lại, nó thành sự sống. Sự sống là một tổ chức cao cấp, có trật tự rất cao. Còn vật chất khi nó tự do, nó hỗn loạn thì là trật tự rất thấp. Vậy thì lý thuyết nguồn gốc sự sống nói gì? Là từ một cái trật tự rất thấp, bỗng nhiên, ngẫu nhiên nó trở thành một cái gọi là có trật tự cao, tức là trật tự ngày càng tăng lên. Điều này trái ngược với định luật 2 của nhiệt độ lửa. Định luật entropy nói rằng trật tự ngày càng tăng. Và khi cái điều này được nói lên thì các nhà sinh học vội vàng chống đỡ. Họ chống đỡ thế nào? Họ bảo nói sự sống nó có con năng lượng, nó là cung cấp năng lượng đấy, đó là mặt trời. Thì các nhà lý thuyết thông tin trả lời yes, mặt trời đúng, mặt trời là năng lượng cho sự sống, không mặt trời sự sống chết liền. Nhưng năng lượng không đủ, phải có thông tin nữa. Vì sao? Bằng chứng là nếu chỉ có mặt trời mà không có thông tin thì mặt trời nó không những là nó không làm cho sự sống nảy sinh mà nó tiêu diệt sự sống. Cụ thể là mời quý vị đứng ra trời nắng, quý vị thử dũng cảm đứng ra trời nắng một ngày xem, thử xem, thì chúng ta sẽ không sống được. Cây cối cũng vậy, cây cối mà cứ lại cung cấp năng lượng cho nó liên tục, và giả sử nó không có thông tin thì nó sẽ chết. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là quý vị bẻ một cành cây, bẻ một cành cây, hay là nói bẻ cành cây nó chưa rõ, quý vị giết một con gà, giết một con gà cho nó chết, tức là nó không còn là sự sống nữa. Quý vị để cho mặt trời để xem cái con gà chết đấy nó có tái sinh lại thành con gà sống không nào. Con gà khi bị giết thì cái hệ thông tin trong nó ngừng hoạt động, tất cả mọi sự thông tin trong con gà ngừng hoạt động, mặc dù phân tử vật chất vẫn còn hoạt động. Đó là bằng chứng rằng năng lượng không đủ. Vậy sao chúng ta giết con gà xong chúng ta ném con gà vào cái nồi chúng ta đun thì cái nước luộc gà nó là năng lượng đấy, thay vì nó làm cho con gà sống lại, nó làm cho con gà chết, gọi là chết không thể nào là chết để cho chúng ta ăn. Vậy muốn cho con gà sống phải có thông tin. Thông tin là cái gì? Là mã ADN. Vậy thì làm sao cung cấp cái mã ADN cho các cái con gà sau khi mình giết? Khoa học chịu chết, họ không thể làm được điều đó. Rồi, vậy sao định luật entropy nó trái với lý thuyết nguồn gốc sự sống? Và đến đây có lẽ quý vị thấy câu chuyện phần tăng phần hấp dẫn nữa là hai cái hình ảnh nó nói cái gì đây? Đây là một chú khỉ, chú ngỗ máy, và đây là một con người ngỗ máy. Cho chú khỉ chú ngỗ với thời gian cô ạ, liệu có bao giờ mà một sự may rủi
anh cứ gõ thoải mái, ngẫu nhiên nó ra được cái chữ I love you. Liệu có không? I love you thì quý vị nghĩ là không có thể, bởi vì nó có vài chữ thôi. Nhưng nếu là bây giờ chúng ta lại đòi hỏi cái con khỉ khó hơn, liệu có bao giờ chú khỉ, chú lại cho chú gõ piano, liệu nó gõ ngẫu nhiên trên phím đàn piano, có một ngày nào đó bỗng nhiên nó gõ thành cái bản nhạc Em lễ chùa này của Phạm Duy, liệu có không? Ô, nếu ai bảo cứ cho thời gian là vô hạn, có thể lúc nào ngẫu nhiên nó sẽ thành một bản nhạc ấy. Thì giả sử quý vị nào nói thế, ồ, những vị đó có niềm tin vĩ đại, niềm tin đấy còn kinh khủng hơn các niềm tin của tôn giáo. Thế thì sao? Ngẫu nhiên sẽ không bao giờ đem lại cái gì có ý nghĩa. Cái gì mà đang có ý nghĩa ắt phải có trí tuệ của mình. Đấy là một định lý của lý thuyết thông tin. Và đó là lý do mà tôi say mê cái lý thuyết đấy. Lý thuyết thông tin bây giờ là cái mà tôi đánh giá là hay nhất của khoa học hiện đại. Rồi quý vị xem một cái video này nhé. Any phobias, but I do have this weird thing that whenever I'm stressed, I have dreams about wild animals without fail. With animals? Everything from lions and tigers and bears and sharks and dogs and yeah. So, it's a good indicator, yeah. Whoa, sound like wolves. Welcome, Lily. Thank you. And? And then a vowel, please. O. And then a consonant. F. Another vowel. E. A consonant, please. S. A vowel. O. Another consonant. R. One more consonant, please. M. And let's finish with a vowel, please. And last letter, A. Also for seven. Very nice. Bad luck to Norman Casey, though. D. And another consonant. L. And a vowel. E. And another vowel, please. I. And I'll have a consonant, please. R. And another consonant. D. And a vowel. E. A consonant. W. And I will have a vowel, please. And last letter, U. 30 sixes. Now, sometimes this can be a very frustrating game. Dictionary is perfectly fine for seven. Well, thưa quý vị, là cái trò chơi nó là như thế này. Đây là một trò chơi trên truyền hình của Úc mà tôi lấy để nói chuyện này. Trò chơi này có hai thí sinh và hai giám khảo. Còn cái cô này là cô hướng dẫn. Trò chơi này rất đơn giản. Trò chơi này là ném ra một đống chữ cái ngẫu nhiên. Ném ra một đống chữ cái ngẫu nhiên. Hai thí sinh phải lập tức từ cái đống chữ cái ngẫu nhiên ấy chọn các chữ cái nào cho nó thành một cái từ có ý nghĩa. Cái từ mà anh sử dụng nhiều, càng nhiều chữ cái càng tốt thì anh sẽ được điểm cao hơn. Người nào ra trước và có chữ ra một cái từ có ý nghĩa mà sử dụng nhiều chữ cái hơn thì người ấy sẽ thắng cuộc. Đây là một trò chơi rất thú vị ở Úc và tôi hay ngồi theo dõi. Thì nhiều khi ôi sao ơi là trò chơi này thú vị. Trò chơi này nó nói lên cái gì? Nó nói lên rằng có một đống chữ cái mà ném ra một cách vô nghĩa thì nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhưng làm sao đống chữ cái đó sắp xếp lại để thành ra một cái từ có nghĩa thì nó thành một thông tin. Khi cái đống chữ cái mà nó lộn xộn, nó vô nghĩa, nó không gọi được, nó không được gọi là thông tin. Khi nó biến thành một cái từ có nghĩa thì nó mới gọi là thông tin. Vậy thì thông tin là cái gì? Thông tin là một tập hợp các tín hiệu có ý nghĩa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi đòi hỏi dứt khoát phải có trí tuệ thông minh. Và cái cuộc thi này nó chứng minh cái điều đó, rằng cái người nào thông minh hơn là cái người tìm ra cái chữ cái nhiều từ cái nhiều chữ hơn mà có nghĩa hơn. Rồi thế thì điều ấy nó nói lên cái gì?
nó nói lên một tập hợp vật chất ngẫu nhiên tập hợp lại sẽ vô nghĩa, và là vô nghĩa thì không thể thành sự sống được. Phải có mang ADN nó chỉ huy, tức là có trí tuệ thông minh nó chỉ huy thì nó mới thành sự sống. Và đó là cái mà lý thuyết của Darwin không có. Và cuối cùng, nghịch lý con gà và quả trứng nó cũng bác bỏ lý thuyết về nguồn gốc sự sống. Con gà có trước hay quả trứng có trước? Đây, trong sinh học, cái gì ra đời trước? DNA thì cần có enzyme để tái tạo, nhưng enzyme lại được mã hóa bởi DNA. Enzyme hình thành là phải từ cái mã hóa của DNA, phải có DNA nó mã hóa thì mới hình thành enzyme. Nhưng DNA muốn tái tạo thì lại cần có enzyme đó nó tái tạo DNA. DNA tái bản phải có enzyme. Thế thì sao? Vậy thì bây giờ các nhà nghiên cứu muốn tạo ra sự sống, bạn định tạo ra DNA hả? Thế bạn phải có enzyme chứ. Nhưng bạn muốn có enzyme, bạn định tạo ra enzyme thì bạn phải có DNA chứ. Chứ bạn làm cái gì? Sinh học bế tắc. Bế tắc trong nhiều năm. Và các nhà sinh học, phải nói rõ hơn là các nhà nghiên cứu về nguồn gốc sự sống rất giỏi sáng tác về giả thuyết. Các vị ấy liền nghĩ ra một giả thuyết, đó là giả thuyết thế giới RNA. Đây, thế giới RNA. Tại sao lại nghĩ đến RNA? Các vị bảo là không là chế tạo DNA trước, không chế tạo protein trước, mà chế tạo RNA trước. Tại sao? Vì RNA nó là cái trung gian, nó vừa có tính chất của DNA, nó vừa có tính chất của protein. Vậy thì chế tạo cái trung gian trước. Và các vị nói thôi chứ có làm được đâu. Đến ngày hôm nay có nói trên trời thôi, nói được cho nó vui thôi. Mà quý vị nếu như không nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, các quý vị mở một cái trang sách giáo khoa của đại học sinh học nói về thế giới RNA, các quý vị sẽ ngập lụt vào trong các từ ngữ khoa học, các quý vị sẽ sợ hãi. Nhưng thật là không may cho cái thế giới RNA ấy, là bởi vì chính khoa học lại bác bỏ. Đây, khoa học này, life first molecule, phân tử đầu tiên của sự sống, was protein, not RNA. Có nghĩa là cái giả thuyết RNA bị chính khoa học bác bỏ. Và đây là thông tin mới nhất. Thông tin mới nhất, tức là cách đây độ, cái này nó ra đấy, năm 2017. Tức là trước năm 2017, thì các nhà sinh học bảo, ôi, tôi giải quyết được cái nghịch lý con gà quả trứng rồi. Đó là thế giới RNA, mặc dù chỉ là giả thuyết thôi. Nhưng cái giả thuyết đấy lại bị chính khoa học nó bác bỏ, là phân tử đầu tiên không phải là RNA mà là protein. Vậy thì cái giả thuyết nào đúng? Đến hôm nay tất cả các giả thuyết vẫn là giả thuyết nói vui. Và đến mục thứ 9, tôi muốn giới thiệu với quý vị ý kiến của các nhà khoa học về sự thật của lý thuyết nguồn gốc sự sống. Các nhà khoa học nói gì? Ông đầu tiên tên là Paul Davies, một nhà khoa học nổi tiếng. Ông này là giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học Tiểu bang Arizona, Đại học Cambridge. Ông nói hai ý kiến tôi thích thế này. Tôi đọc ý kiến thứ hai trước cho quý vị này. Nhiều nhà nghiên cứu cảm thấy không yên tâm khi tuyên bố trước công chúng rằng nguồn gốc sự sống là một bí ẩn, mặc dù đằng sau cánh cửa đóng kín, họ thoải mái thừa nhận họ đang gặp khó khăn. Tại sao? Tại sao họ lại thế? Dường như có hai lý do làm cho họ không yên tâm. Trước hết, lý do thứ nhất, họ cảm thấy điều đó sẽ mở cửa cho những người theo tôn giáo chính thống. Thứ hai, họ lo rằng sự thừa nhận thẳng thắn về sự thiếu hiểu biết sẽ làm giảm các quỹ tài trợ, đặc biệt là tài trợ cho việc tìm kiếm sự sống trong không gian. Đây là Paul Davies,
giáo sư Đại học Arizona. Ông nói rằng các nhà nghiên cứu thực ra biết là cái lý thuyết của họ không ra cái gì cả, nhưng họ không công khai nói với mọi người, họ giấu kín, họ chỉ nói với nhau thôi. Và tôi nói công khai với mọi người như thế này tức là tôi là họ ghét tôi lắm. Vì sao? Tôi nói cái sự thật thôi. Và có hai lý do. Một, nếu anh nói rõ là anh bế tắc, anh không thể giải thích nguồn gốc sự sống được thì nguy, thì những người người ta bảo ôi thế là do Chúa, thế là người ta có cớ thì người ta nói. Và thứ hai là cái thứ hai có lẽ họ lo hơn là nó cắt hết nguồn tài trợ. Vì họ đã tuyên bố với các trung tâm tài trợ rằng cái nghiên cứu của tôi là không có kết quả đâu, thì người ta cắt tất tài trợ thì thôi các ông nói. Và đây cái lý do tôi nghĩ là một ý kiến này có lẽ là đủ để chúng ta thấy sự thật của cái lý thuyết nguồn gốc cuộc sống của sinh học đó là gì. Còn những ý kiến của ông này ông nói ở trên là gì? Sự sống không chỉ là những phản ứng hóa học phức tạp, tế bào còn là một hệ thống lưu trữ xử lý sao chép thông tin. Đấy, tức là sự sống không phải chỉ là một cỗ máy hóa học đâu, mà nó còn là một cỗ máy thông tin, nó như một cái computer.